Thân chào các bạn. Hello. À, canh chín rồi. Rồi xả nó canh chứ không có sim như mình, không có kho như mình nói. In the soup. Pineapple. Với ta bỏ cả me nữa chứ. Me nữa. Me nữa. Me. Dấu. Dấu. Em ơi. Rồi bỏ hương thảo nữa. Hay lá hương thảo vô nè. Ăn thơm. Quá. Đây là kim chi. Này là nước, nước chấm. À. Nước mắm me chấm. Cá. Mình thì không thích ăn nước nhiều. Sợ thì ăn nước nhiều. Nói là hành nữa. Đưa hái vài cọng hành này hậu. Homemade. Hành nè. Cho vài lá hành vô. Hành trồng nhà nè. Rồi. Chưa. Hôm nay mình thủ thủy thì cầm nói chuyện với các bạn nè ha. Không có nấu nước mắm nhưng mình ăn chấm thôi. Sour. Sweet. And sweet, yeah. And vừa ngọt vừa chua, chua quá. Chua quá. Ngọt nữa. Này ăn với để diệt vi trùng Vũ Hán nha các bạn. Kim chi rồi. Hôm nay kim chi. Có bỏ vô không? Không có ớt. Hơi ớt rồi. Này khó trồng mới của mưa vào. Để trời lạnh á. Tự nhiên là bữa nay, mấy bữa nay cả hai tuần nay từ cái lúc mình mắc dịch Vũ Hán á, là như nên nó lấy ớt của sản xuất từ bên China với Việt Nam nó nằm hết rồi, không còn trong thị trường ở chợ đây nữa, không biết sao, tức là nó nghiên cứu ra đó chắc là có vi trùng trong cái những cái loại ớt đó. Đó. Ớt mà ớt trần trâu á, ớt đỏ của mình á, ở đây cho lên nó không bán nữa, lúc trước còn bán ớt đỏ, bây giờ không ớt, không có bán nữa, rồi có thể là nghiên cứu trong cái loại giờ ớt đó, nó có chắc. Mà này để nó làm cho mình dễ bị bệnh Vũ Hán á, cảm sốt vào Vũ Hán á, lấy ra khỏi thị trường. Có những cái đồ ăn mà của Việt Nam với
vào những cái thực phẩm đó, nên nó đẩy ra khỏi thị trường. Mà nó không nói cho mình biết, mình hiểu sao. Nhưng mà để nói ở Việt Nam là sắp sửa chế thuốc để ngừa vi khuẩn Vũ Hán hả? Trời, Việt Nam mình có bệnh đâu, có ai chết đâu mà làm thuốc ngừa làm gì? Việt Nam mình y tế mà điều trị dứt khỏi hết mà đâu có ai chết đâu. Thì cần gì phải bào chế thuốc để trị Vũ Hán làm vậy? Còn nó chữa trị đó, nó là thì đó là biểu tượng là mình đã có ở Việt Nam nữa, đã có thuốc ngừa rồi, thôi chưa thì mới cho chữa hết được chứ. Mang chút trị rồi thì mới chữa được hết luôn, chữa trị hết cho những người bệnh mà, không? Thì đó, cần gì phải không? Mình phải không? Phải bào thuốc chữa trị chi mất công. Ở Việt Nam thì dứt điểm hết, có ba chết từ bệnh Vũ Hán không? Trên thế giới là anh ấy cũng tất cả nước nào cũng bị hết. Cả về nước Maroc cạnh tay, cả đám ngón tay Maroc gì cũng đã bị hết, cũng có người chết vì bệnh Vũ Hán. Chỉ có Việt Nam là vô nhiễm. Mà chết á, chữa trị hết. Việt Nam đứng nhất thế giới rồi, đúng không? Việt Nam mình nhiều nhất á, cũng biển nhất thế giới. Đức vùng Hải Châu, xây cầu dài nhất ở châu, cầu xuyên biển nhất ở châu, tuyến cáp treo nhất ở châu, nhiều nhất đó, nhất ở châu đó. Nhưng mà con cái là ở ngoài biển Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng, nó đụng trên thuyền tàu của ngư dân mà không thấy hải quân Việt Nam với tàu Trường Dương ra cứu giúp gì hết, không dám. Nhưng mà lại đụng độ với Indo hay là Mã Lai thì lại đụng độ với còn China là không dám. Luôn là nếu có trận chiến mà chiến tranh xảy ra trong cái vùng Biển Đông á, không thì là Việt Nam là nghĩa là cô độc, đâu có nước nào không có nước nào hậu thuẫn Việt Nam á. Việt Nam sẽ đơn độc chiến đấu với tụi Tàu, tụi Đà Nẵng, tụi China, Công Mỹ á, Trung Cộng á. Việt Nam sẽ đơn độc. Tới bây giờ Mỹ cũng đâu có nói là Mỹ là Việt Nam đâu, nó đúng ra Mỹ không có đánh dịch Việt Nam đâu.
mắm luôn, phải có lợi. Nhưng mà không có lợi gì cho nó, không có đâu. Nó ra thì tôi trẻ Việt Nam cũng bị á, thương hỏng mất rồi. Không, học hành thì nó là sai chính tả hết. Nó nhộn nữa, đó. Nam bây giờ hầu như là nó nhộn hơn nhiều. Ra bây giờ nhưng nó nhộn mới là ai nấy cũng còn đông rồi, nó nhộn. Chắc lẽ là học với hành á, viết chữ không có đúng, viết chữ sai chính tả nữa. Nên nó từ từ cho nó biến chứng, rồi thành nó nhộn á. Nó ngọng mà viết rồi mà là nói giống như tiếng Lào nha. Rồi chữ nghĩa học vấn rất quan trọng, nó giữ nền tảng cho cái đất nước. Học vấn mà phải không quan trọng chữ nghĩa, nói chuyện ra sai hết, nó ngọng, viết cũng ngọng luôn, không? Thì như là cái nền tảng của giá trị của cái bản sắc của đất một đất nước nó sẽ tàn lụi lên. Sau này con cháu tìm ra những thế hệ sau là nói nhiều lúc người ta không hiểu. Tưởng đâu nói chữ Tàu phải không? Nói đúng ra chứ người Tàu họ cũng nói ngọng. Nói chữ đê á không được, đê với tê á mà nói thì không được. Nó trong tiếng Tàu nói ngọng nhiều lắm. Những cái bụng như là Hà Nam Ninh á, Việt Nam nó nhộn hết. Mà bây giờ Hà Nội cũng nó nhộn luôn. Bây giờ trước á, tiếng Hà Nội á, là người Hà Nội á, nó chủng âm của Việt Nam á, thì V, D nó khác. Chữ S, với N nó khác. Cái bộ biên Hà Nam Ninh á, Hà Nam Ninh á là Hà Giang, Lâm Định và Ninh Bình nó nhộn. Là vì sao họ là dân đó họ cô la với người Tàu. Cho nên họ nó nhộn bất cứ là Tàu, đúng là bất cứ là Tàu. Ngọng thành thói quen, không có sửa được. Ở đây bên đây á, thì nó có cái chương trình dạy những người mà nói ngọng á, nói tiếng Anh nói ngọng á, anh đều có cái chương trình để nó sửa. Có cho đi học ở cái specialist pronunciation, đó, nó làm là chậm có gì để học xong program. Talk to Kenneth, but now she has a very good. You go to the gym. You. Yes. Like something you can talk. Stalin. Stalin. No, lap. Lap a khác để nó cũng có thể là chơi. It's a specialist. Lap. Đừng có chuyên môn. Speech therapist. Speech therapist. Đó là chuyên môn về cái cách chuyển cách. Thì mình nói những cái bệnh nói nhộn nè, mới lắp nè, đó, không? Với ở đây á, nó đặt ở phía này á,
cái người mà bị mù á, bị bẩm sinh hay là bị tai nạn gì đó, họ không ở đây, họ không có cho đi làm massage như Việt Nam. Việt Nam thấy về Việt Nam thấy toàn làm cái gì massage người mù vậy trời ơi. Người mù thì, nhưng mà người mù ở đây á, họ làm văn phòng luôn. Họ tính tiền, họ bán hàng, bán hàng trong những cái bệnh viện đó các bạn. À, những người mù người ta làm công việc đó làm cho nhà nước, chứ không có ai mà đi mà đã người mù rồi, đã, người ta đã tuổi thân rồi mà nhà nước lại huấn luyện cho họ làm massage. Cái massage đó là mới trị liệu, trị liệu đó, nhưng mà những người mà có tai mắt mũi với đàng hoàng thì người ta đi làm đó. Còn bên đấy không cho những cái người mà khiếm thị, bị mù, đuôi trong điếc gì đó đi làm những cái chuyện đó, mà nó huấn luyện cho người ta làm. Người mù á ở đây á, trong cái chương trình truyền hình á, họ có cái những cái cho những cái chương trình trong truyền hình á, cũng kêu là second audio, nghĩa là cái nói, nghĩa là ví dụ anh này anh đi đâu đó rồi giảng giải ra hết trơn à, là người ta cái người mù ở bên đây người ta có thể coi được TV, người ta biết được hết là trong cái khung hình đó là người ta đang làm gì đó. Thì đó là cái nó kêu là second audio trong truyền hình á, đều có cái chương trình đó. Anh người mù ở đây người ta rồi ở đây nó có những cái ví dụ như bị trông, bị điếc, mù thì nó có cái sự nó có cái bộ máy riêng, nó cảm nhận, nó làm rung hay là làm gì đó cái từ trường. Theo cái cách mà của con, những cái con mà con dơi á các bạn, con dơi nó cũng bị mù khi nó bay, nhưng mà cái lỗ tai của nó vẫn có phóng ra cái đường radar. Thì ở đây người ta cũng làm như vậy, người ta làm một radar thì tới những người đó, mù á, bị điếc á, cảm nhận được, bị câm á, có máy đánh ra trong vi tính, không đánh chữ trong vi tính, phải biết là sử dụng vi tính để đánh chữ, để nó nói trong cổ họng nè, có một máy gắn trong cổ họng nè, nói ra thì máy vi tính nhận định, nó đánh ra rồi nó tự phát âm ra cái giọng nói nam nữ, nó là như vậy. Chưa có cái bản đó, chưa có cái chương trình đó. Thôi Việt Nam cứ đợi đây khoảng vài chục năm nữa. Chính như người Trung Cộng đó, mà họ còn chưa có những cái thứ đó mà, thấy chưa? Dù rằng là họ nói là họ khoa học kỹ thuật nọ, rồi một xăng nó mấy cái thương nữa chưa làm ra, để có bên này là Việt Nam á, cần đi học hỏi những cái du học sinh á, thấy ở đây du học sinh là đầy hết á, mà toàn học cái nghề nào tào lao không à, làm bánh trời, Việt Nam cũng làm bánh cũng được vậy trời. Mua sách về học là cũng đủ làm bánh rồi, đâu cần phải qua đây đi du học tốn tiền cha mẹ. Qua học làm bánh ở cái trường xếp, trường đào tạo những trung cấp đó, trung cấp kỹ sư á. Bây giờ mà nó học giờ làm bánh rồi đi qua đây du học là nhà báo,
đó. Rồi học vẽ, học về kiến trúc thì được đi, không có này không học vẽ, vẽ tranh dung mình họ ở Việt Nam vẽ cũng được vậy, tại sao phải đi du học tốn tiền cha mẹ có mấy rồi mấy trăm ngàn, có những người đi du học để mang danh là du học chứ mà có học đặt về được đâu. Thì làm sao mà cống hiến cho quốc gia nước Việt Nam mình đang trong nước đang trọng tiến mà. Nước được cơ sao là gì đi kiếm cái chẳng hai chục năm không? Bước lên đứng hàng thứ tư của thế giới bây giờ các bạn cũng biết rồi, nước Việt Nam được tàn phá bởi hai cái bom hạt nhân ấy. Chiến tranh nữa còn nó đúng ra khi mà thầy con á bây giờ bắt Việt vô cưỡng chiếm Sài Gòn á, Sài Gòn vẫn còn đâu có bị đập đổ gì đâu, đâu bị tan nát gì đâu, tan nát những cái vùng biên, vùng sâu, vùng xa vậy đó, chứ đâu có ở những cái thành phố đâu có bị tai biến gì đâu, đâu bị lam hoang gì đâu, thấy chưa? Công việc nhà máy ở Việt Nam thì vẫn còn nước Đức hay Đại Hà không, em không nói gì xa gần gì nước biên sát bên gì không, mà Việt Nam bây giờ lùi rồi cũng vừa nông thiệu ra cái người cài có ruộng á là trồng lúa Mỹ đó. Ở đây mình cũng ăn là gạo Mỹ nè các bạn, đâu ăn gạo Việt Nam đâu, không gạo Mỹ nè, mình ăn gạo Mỹ cho mình có bao giờ ăn gạo Việt Nam hay là gạo Thái Lan đâu, ở đây cả 40 năm mà ăn gạo Mỹ cơ mà đâu ăn gạo Việt Nam hoặc gạo Nam Hương gạo gì đâu. Gạo Mỹ nó cũng ngon như thường. Gạo Mỹ nó ngắn ngày chỉ có vài tháng thì đó là Việt Nam mà Mỹ nó đưa giống vô trồng đầy ở Louisiana với là bên California. Những cái gạo là gạo của bên California, gạo này nó là nó có, nó nghiên cứu nó trồng được bằng nước lợ có cái độ mặn ở trong đây nên ăn rất là ngon đó. Còn cái gạo này là những cái vùng như ở California nó bị nhiễm cái độ mặn của nước biển ấy, ngon mà nó vẫn trồng gạo được nó bằng cách như là nó làm một cái như là cái hệ thống là tháo nước ra tháo nước vô đó là nó vẫn trồng lúa được mà. Tại sao Việt Nam không gửi du học sinh qua học về cái ngành nông nghiệp? Tại Việt Nam mình là cái xứ nông nghiệp mà, không? Về cơ khí mình cũng không có gì hết. Tới du học sinh ra học mấy cái chuyện tào lao, chuyện làm chơi không? Mấy chuyện nó không có ngành gì họ được đấy. Phát triển đất nước được người ta chỉ qua để người ta gửi con qua đây để hưởng không khí tự do ở đây, không cái nó đúng là thầy không cái đi học những cái tào lao với tào lao với đao làm gì để cùng sự đất nước đấy, không
bao các bạn. Đó, cho nên vừa tốn công sức cha mẹ, có những tài năng đất nước thì gửi qua còn học tào lao không à, không có thể nào một sự nước cho tiến triển được không thì là sao? Mình nghĩ rằng là những họ tìm cách đó, họ đi học qua đây để chi một á, vơ được một cái thằng nào đó, hai con nào đó để được vợ chồng không, được ở lại ở xứ tự do này. Ở Việt Nam các bạn có thể tự do, Việt Nam có thể không làm tự do dù là nước cộng sản, nhưng mà muốn là tự do thì vẫn có tự do, thoải mái thôi. Đó. Mà nó đúng ra thôi ở Việt Nam thôi cho mới cái xã hội chủ nghĩa rồi các bạn. Các bạn nên tiến lên xã hội cộng sản. Rồi từ cái hội cộng sản rồi mới ra qua cái tư bản được. Mà bây giờ mới đang tiến lên một nước xã hội chủ nghĩa thì rất là khó, còn qua mấy ít nhất cũng phải 100 năm nữa phải bắt buộc phải lên chế độ là cộng sản. Cộng sản thì lúc đó là đất nước mới tiến triển lên, rồi từ đó mới qua tư bản. Thấy không, như nước Ba Lan phải không, người ta lên mà tới chế độ cộng sản, sau đó người ta đi qua tư bản, về của cộng sản đi ta qua tư bản, đó là như vậy đó. Rồi suy nghĩ lại những ngày tháng họ bước đi như vậy, họ giữ chế độ tư bản. Trân trọng các bạn, chúc các bạn một ngày, một tuần nữa, cuối tuần rồi, là thứ sáu. Yes. Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc với gia đình. Stay safe. Stay safe. Có thể chiến tranh xảy ra đó các bạn, lo tranh thủ nạp đồ ăn, dự bị đồ ăn sẵn sàng nha.